Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,70% trong phiên giao dịch cuối tuần, hiện tại đứng ở mức 2.502 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đảo chiều tăng trở lại, khép lại tuần này ở mức 101,73 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 59.189 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần này cũng bằng một phiên tăng nhẹ, đứng ở mức 3,908% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm mạnh, hiện tại đứng ở mức 73,65 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần do tỷ giá đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau báo cáo lạm phát. Tuy nhiên thì giá vàng vẫn hoàn tất một tháng 8 khả quan với thành quả tăng và kỷ lục mới được thiết lập trong tháng. Tính cả tháng 8, giá vàng thế giới tăng khoảng 2%. Động lực tăng giá của vàng trong tháng này chủ yếu là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát tín hiệu rõ rệt về việc giảm lãi suất vào tháng 9. Theo báo cáo trong ngày 30 tháng 8 từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE trong tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Các mức tăng này phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PCE lõi thước đo loại trừ đi hai nhóm hàng hóa có nhiều biến động là năng lượng và thực phẩm tăng 0,2% so với tháng trước. Số liệu PCE là thước đo lạm phát quan trọng đối với các quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Báo cáo lần này có thể ảnh hưởng mang tính quyết định tới cuộc họp vào tháng tới của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Theo giám đốc hoạt động Alex Agelian của công ty Alliance Gold cho biết rằng báo cáo trên là một sự xác nhận rằng lạm phát không còn là mối lo chính của Fed và Fed đã dịch chuyển trọng tâm sang chống lại sự leo thang của thất nghiệp. Điều này càng làm chắc chắn thêm khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Sau khi báo cáo được công bố, kỳ vọng của nhà đầu tư về cuộc họp trong ngày 18 tháng 9 của Fed về cơ bản không thay đổi. Thị trường vẫn đặt cược 100% Fed hạ lãi suất trong lần họp này, nhưng đặt cược vào mức giảm 25 điểm phần trăm tăng nhẹ lên mức 6-7% và đặt cược vào mức giảm 50 điểm phần trăm giảm nhẹ xuống còn 33%. Khả năng Fed lựa chọn mức giảm lãi suất khiêm tốn đã đưa ra đồng đô la Mỹ hồi phục trong phiên này. Tuần tới, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ. Bên cạnh báo cáo PCE, báo cáo việc làm cũng là một điểm dữ liệu đặc biệt quan trọng, có khả năng chi phối quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 9. Số liệu công bố trong tuần tới sẽ quyết định Fed giảm lãi suất 0,5% hay là 0,25% trong cuộc họp tới, theo chiến lược gia trưởng Philip Schauble của công ty Blue Life Future nhận định. Còn với thị trường và vật chất ở châu Á tiếp tục ảm đạm trong tuần này, hãng tin Reuters cho hay việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng mới chưa thể giúp cải thiện nhu cầu vàng của nước này. Theo chiến lược gia Daniel Gali của công ty TD Security nhận định, rủi ro giảm giá đối với vàng trong ngắn hạn đang tăng lên đáng kể, xét tới việc vị thế đặt cược vào sự tăng giá của vàng đang căng quá mức. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày hôm nay 31 tháng 8, giá vàng trong nước hầu như ít biến động, chỉ có mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 quay đầu giảm nhẹ. Tuy nhiên, so với đầu tháng, mặt hàng vàng miếng SJC đã đội thêm 2 triệu đồng cho mỗi lượng. Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá nhẫn mua vào mức 77,3 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,6 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 100.000 đồng trên lượng mua vào, 50.000 đồng trên một lượng bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG cũng giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Mua vào mức 77,46 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,66 triệu đồng trên lượng. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long của công ty này mua vào ở mức 77,46 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,66 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 79 triệu đồng trên lượng mua vào, 81 triệu đồng trên một lượng bán ra.
Nhìn lại thị trường trong tuần vừa qua, ngày đầu tuần là ngày 26 tháng 8, giá vàng nhẫn tăng 50.000 cho đến 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 cho đến 150.000 đồng trên lượng bán ra, lên mức 77,28 đến 77,3 triệu đồng trên lượng mua vào, 78,48 đến 78,55 triệu đồng trên một lượng bán ra. Hôm sau, giá kim loại quý thay đổi không nhiều, giao dịch phổ biến ở mức 77,3 đến 77,38 triệu đồng trên một lượng mua vào, 78,55 đến 78,58 triệu đồng trên lượng bán ra. Sang đến ngày 28 tháng 8, giá vàng trên thị trường thế giới đi lên nên giá kim loại quý trong nước tăng theo, giá vàng nhẫn tăng trên dưới 100.000 đồng trên một lượng, lên mức 77,35 đến 77,46 triệu đồng trên một lượng mua vào, 78,6 đến 78,66 triệu đồng trên một lượng bán ra. Hai ngày kế tiếp, giá vàng ít biến động hơn. Giao dịch phổ biến ở mức 77,4 cho đến 77,46 triệu đồng trên một lượng mua vào, 78,65 đến 78,66 triệu đồng trên một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC có tuần không thay đổi, giao dịch ở mức 79 triệu đồng trên lượng mua vào, 81 triệu đồng trên lượng bán ra. Trong tháng 8, giá vàng diễn biến theo xuống đi lên, so với đầu tháng, giá vàng nhẫn hiện tại tăng khoảng 1 triệu đồng trên lượng, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.660 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.030 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.240 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.320 đồng trên một đô la Mỹ, tăng mạnh 130 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 120 đồng trên một đô la Mỹ bán ra so với giá kết thúc ngày hôm qua. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Mi Hồng SJC mua vào 7 triệu 950 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. SJC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. SJC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì đà giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 730 nghìn, bán ra 7 triệu 860 nghìn. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 730 nghìn, bán ra 7 triệu 870 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 725 nghìn, bán ra 7 triệu 820 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 542,6 nghìn, bán ra 7 triệu 742,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 630,6 nghìn, bán ra 5 triệu 880,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 324,5 nghìn, bán ra 4 triệu 574,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 026,3 nghìn, bán ra 3 triệu 276,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.